Chị xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Đỗ Nga với tựa đề Câu chuyện chống dịch và sự khốn nạn tột cùng đằng sau nó Chuyện kể rằng thằng Bơm muốn trồng lúa, tuy nhiên trồng lúa thì lại có cỏ dại Để nhổ cỏ, thay vì lựa cỏ nhổ đi, chừa lúa lại, thì Bơm chọn cái cách là thà nhổ lầm còn hơn bỏ sót Bơm nhổ sạch cả lúa lẫn cỏ với lý luận rằng sẽ không có một cây cỏ nào còn sót lại thì đúng quả thật là không còn một cây cỏ nào sót lại thật. Nhưng hậu quả là cả lúa cũng bị tàn phá. Đến mùa thu hoạch, hàng xóm thì lúa thóc đầy nhà, còn thằng bờm thì phải đội nón đi ăn mày. Vâng, cách chống dịch kiểu phát hiện con sâu đổ nguyên một nồi canh của Cộng sản cho đến nay đó chính là đã làm cho xã hội thấm đỏ. Cách chống dịch kiểu như vậy tựa như cái câu chuyện ngụ ngôn thằng bờm như vừa kể ở trên thôi có lẽ phải có được cái đỉnh cao trí tuệ của Cộng sản mới làm cái cách cực đoan như vậy. Và cái cách làm như vậy thì chính là phá trong bàn nhậu 5 người. Sau đó 3 ngày, ha một người đi thử nghiệm cho kết quả dương tính Covid-19 và người này được đưa đi cách ly. Tuy nhiên, bốn người còn lại thì vẫn được ở nhà và tuân thủ những quy định giãn cách mà nhà nước quy định. Sau 21 ngày theo dõi, không ai trong bốn người đó có triệu chứng gì cả đây là thực tế tôi đã chứng kiến. đấy là cái cách xử lý của những nước không cộng sản. tuy nhiên tại Việt Nam thì khác, họ sẽ hút trọn ổ tống vào trại tập trung. nếu ở Việt Nam thì rất có thể bốn người không nhiễm này lại trở thành bị nhiễm mất. cách làm hút trọn ổ của cộng sản nó dẫn đến điều gì? họ đã ngăn bốn người khỏe mạnh kia không được lao động để nuôi dưỡng gia đình người thân của họ, à, để mà nuôi dưỡng luôn cả người bệnh dương tính nữa kìa. Họ đã biến những người khỏe mạnh có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn và biến luôn những người này thành kẻ ăn bám xã hội. Thực tế người nghi nhiễm thì rất nhiều nhưng người nhiễm thì rất ít. Nhân lực và tiền bạc của nhà nước nên tập trung lo cho thành phần bị nhiễm thật chứ đừng có lãng phí tiền bạc và sức lực vào cái việc cấm người không nhiễm không được hoạt động sản xuất. Cái cách làm của Cộng sản thực chất đã triệt hạ một đòn rất nặng vào kinh tế gia đình của từng nhà người dân. Đừng tin những cái con số tăng trưởng, hãy cảm nhận cái khó khăn của từng gia đình đang phải gánh kìa thì mới thấu hiểu hết. Không có cái ngu nào mà không bị trả giá. Cái ngu của đảng Cộng sản nó đã buộc toàn dân phải trả giá nặng nề. Người lành mạnh mà bị cấm hoạt động kinh tế thì lấy gì mà nuôi cả xã hội này, nuôi cả người bệnh. Nếu cấm cả người lành mạnh hoạt động kinh tế thì nó sẽ gây ra cái tình trạng khan hiếm không đáng có và từ đó cái bọn gian thương, bọn gian quan nổi lên như nấm và chúng thừa cơ hội này để ăn cướp người dân bằng nhiều cách. Mà ăn cướp dân trong cái lúc ngặt nghèo á, là một cái sự tột cùng khốn nạn. Bạn tôi, anh ta yêu cầu giấu tên, vừa là chủ xe tải vừa là tài xế phân phối hàng. Anh ta cần một kết quả xét nghiệm như là giấy thông hành để được đi giao hàng. Các bạn có biết không, anh ta đã phải bỏ ra 1 triệu rưỡi đồng cho một kết quả xét nghiệm có giá trị chỉ trong 3 ngày. Tuy nhiên, anh ta phải mất nguyên một ngày để chờ đợi. Nghĩa là mất 1 triệu rưỡi đồng để được đi lại trong có 2 ngày mà thôi. Có bọn nào mà ăn cướp giả mang như thế không? Ban hành quy định phải có giấy xét nghiệm như là cái giấy thông hành là âm mưu của cái bọn gian quan bọn nâng khống giá xét nghiệm để hưởng lợi chính là cái bọn gian thương. Cả hai chúng nó phối hợp nhịp nhàng để hút máu dân một lúc mà dân không còn đường lựa chọn nào khác cả. Vừa trục lợi trên đầu dân trong lúc ngặt, vừa xem dân như cái thứ rác rưởi muốn vứt đi cho thật xa để khỏi liên lụy thì chỉ có cộng sản mới làm được. Hôm nay 8 tháng 7 Trình báo có cho biết, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế không tiếp nhận 26 công dân của tỉnh này trở về từ thành phố Hồ Chí Minh mà họ đẩy những người này ra tận Quảng Trị. Sao tiền trong túi dân thì tìm mọi cách móc lấy, mà khi người dân đang cần gian rộng vòng tay đón nhận thì chính quyền lại hắc hủi họ. Không thể lý giải nổi, trái tim ác quỷ nó mới làm như thế. Đấy, thế mới thấy cái tột cùng của sự khốn nạn nó như thế nào. Chỉ có cộng sản mới làm được chuyện đó, đơn giản vì bọn họ không hề có trái tim. Tham vọng lớn nhưng năng lực kém, đó là cộng sản. Riêng thành phố Sài Gòn đó, đóng góp đến 22% GDP cả nước và đóng góp đến 27% ngân sách. Sài Gòn là nơi tiếp nhận nguồn lao động khắp mọi miền đất nước đổ về, chính nó giải quyết rất nhiều lượng lao động dư thừa của các tỉnh khác. Sài Gòn là nơi có cảng sông và cảng hàng không thuộc loại lớn bậc nhất Việt Nam. Nơi đây là cửa ngõ để xuất đi và tiếp nhận hàng hóa với thế giới. Chính nó là nơi làm cho mạch máu nền kinh tế được thông suốt. Khi Cộng sản hô hào cái gọi là mục tiêu kép, thì tôi tự hỏi rằng liệu đây là chiến lược hay chỉ là khẩu hiệu. Nếu đã là chiến lược thì phải xác định ưu tiên số 1, ưu tiên số 2, vân vân Và đã là chiến lược thì phải tiên liệu được cái hậu quả. Đã là chiến lược thì phải biết rút kinh nghiệm sau khi xảy ra sai lầm để mà tránh dẫm vào vết xe đổ. Còn nếu chỉ biết để bùng đầu vá đó thì thực sự nó không phải là chiến lược mà nó chỉ là khẩu hiệu sáo rỗng. Khẩu hiệu sáo rỗng tự trong nó không có kế hoạch nào cả. Qua nhiều tháng tôi đã có thể nhận ra cái gọi là mục tiêu kép nó chỉ là một cái khẩu hiệu sáo rỗng chứ không phải là chiến lược được biết vai trò của thành phố Sài Gòn là đầu tàu cho nền kinh tế cả nước. Nó chạy thì các nền kinh tế khác chạy theo. Nó dừng thì các nền kinh tế khác cũng dừng theo. Đó là điều không thể phủ nhận. Nếu thực hiện mục tiêu kép có chiến lược thì bắt buộc chính quyền cộng sản phải có kế hoạch làm sao đảm bảo cho cái đầu tàu kinh tế không được bị chết máy. Tuy nhiên, Sài Gòn đã lầm vào tình trạng tắt máy nằm im một chỗ. Vậy thì, câu hỏi đặt ra là chính quyền Cộng sản đã đưa ra chiến lược gì để bảo đảm đầu tàu kinh tế không bị chết máy chứ? Đầu tàu phải không bị chết máy thì mới hoàn thành được cái mục tiêu kép chứ? Cộng sản tổ chức bầu cử vô nghĩa ngày 23 tháng 5, thì ngày 31 tháng 5, Sài Gòn phải áp dụng cái lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Sau khi kết thúc chỉ thị 15, thì ngày 31 tháng 5, thì thành phố này lại tiếp tục áp dụng cái chỉ thị 15 vào ngày 15 tháng 6. Rồi ngày 25 tháng 6, chính quyền Cộng sản ở thành phố Sài Gòn để người dân chen lấn đi chích ngừa vaccine tại nhà thi đấu Phú Thọ. Thì ngày 9 tháng 7, Sài Gòn phải áp dụng cái lệnh giãn cách xã hội theo thị chỉ thị 16. Nếu là chống dịch có chiến lược thì chính quyền này đã lường trước những cái thảm họa sau việc tụ tập tuy nhiên thực tế cho thấy dường như chính quyền cộng sản không biết rút được bài học gì từ hai cái lần tụ tập trước đó cho nên hôm nay họ lại cho tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học với kỳ thi tập trung này thì khoảng từ một tuần cho đến nửa tháng sau triệu chứng sẽ hiện lên thôi hậu quả lần tụ tập trước chưa kịp giải quyết xong thì họ lại để xảy ra tụ tập chen lớn tiếp cứ như thế mà đầu tàu kinh tế cả nước lại lâm vào hoàn cảnh chết máy lâu dài chắc chắn kinh tế cả nước sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Một tổ lái tàu mà cứ để đầu tàu bị chết máy nhiều lần với cùng một nguyên nhân thì cái tổ lái tàu này có năng lực không hả thưa quý vị? Có đáng bị tống cổ ra khỏi con tàu này không thưa quý vị? Rất đáng chứ! Tuy nhiên tổ lái tàu này nó lại có súng, nó sẽ chĩa nòng súng vào đầu cái kẻ nào mà đòi tống cổ nó nên chẳng ai dám lên tiếng cả anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của ttv xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình sau